Camera vô tình quay lại 35 sai lầm trở trêu nhất không thể tin được đã xảy ra. Nếu như các bạn có một ngày xui xẻo muốn đấm vào mặt ông sếp, trời ơi, xem ngay video này để xả stress nha. Vì yên tâm đi các bạn, có những người còn đen hơn cả các bạn nhiều. Khi loài người đen thôi, đỏ chưa có sơn, thì chuyện hài hước gì có thể xảy ra ta? Cùng vào video ngay để biết nè. Yo. Đẻ con gái chứ thì bị nết na, đem luôn cái quần xì của mẹ ra khoe bác hàng xóm bao giờ? Trời ơi trời, cả nước biết mẹ cháu mặc quần màu hường, quê. Quá đầu bóng loáng, trơn tuồn tuột là có thơ. Trời ơi, xà phòng cũng được chơi cầu tuột ngay trên đầu ông anh luôn nè. Này á, thì cắm mặt vào cái điện thoại không ăn à. Cho chó ăn còn hơn. Ủa mày nhọt với mày đấy à? Bạn ơi, ở đây có cây hồng ngon lắm quý vị. Hồng đáp một phát luôn xuống mặt. Trời ơi, hài lòng chưa? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mừng vợ về nhà trên con đường trải đầy hoa hồng. Khung cảnh thật là lãng mạn. Chờ đến khi mày chết với bà. Ở nhà không lo dừa đóng bát đi. Trời ơi, tưởng lãng mạn ai dè lãng xẹt. Quá trình biến đổi từ cơm thường sang cơm sốt tương đen chỉ có trong nháy mắt thôi. Không sao, không sao, không sao, càng đậm vị thì không sao, hơi cay cú xíu thôi. Biết sao vợ, xin lỗi được chưa? Các ông bố chơi với con kiểu... Xin lỗi nha, chỗ này không dành cho anh. Quá cần đó ba. Chơi xong phá nát khu vui chơi nhà người ta luôn trời. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Trời ơi, tưởng không ai biết ông lạng trộm hay gì ba. Camera quay lại hết rồi ba ơi. Trời trời trắng đen, không thể nhìn thấy. Sao mày ngu thế hả? Có vẻ như là anh chàng này vẫn ngồi vững cũng là nhờ vào cái bụng mỡ của anh ta đấy. Thánh phá game là đây chứ đâu nữa. Tôi sẽ không cho các người bức ảnh nào ra hồn đâu. Trời ơi, con nhỏ mà mưu dễ sợ mọi người. Quá tuyệt vời luôn, bro. Này, ôm cái coi. Oh, holy shit. Cái tênh à. Đám cưới của các báo thủ trông cũng ngầu vét đấy. Làm gì đấy? Chúng khét đấy trời. Công chúa ngựa ngựa phá trời quá đất và cái kết ngã sắp cái mặt lên. Ủa, tưởng bị khuyết tật ở chân. Lộ bài ha, lộ bài rồi nha. Ảo thật đấy. Pha lật cá không trượt phát nào luôn các bạn. Good job. Một cái túi rác bất ổn và một người đàn ông quá là mệt mỏi với việc đổ rác. Cảnh hai vợ chồng đùa giỡn nhau rất là hạnh phúc luôn quý vị. Cho đến khi cái ghế nhựa nó vỡ tan nát. Trời ơi, ghế nhựa xét, tôi đã làm gì sai? Thở làm đường kiểu ê mắt để dưới mông hay gì vậy ba? Liệu đây có phải là biểu hiện của sự cố chấp không mọi người?
thế nào là cuốn theo dòng nước ta. Trời, chiều quá là chiều luôn. Cơ mà hơi lạnh nghe. Xin chào chân ơi. Tao là ai? Đâu là đấy? Mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Sáng ra thấy căn nhà nhỏ xinh của cô bán chổi. Bởi mới nói chứ, đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài nha mọi người. Đỉnh chưa? Làm bảo vệ ra sân kiểu cũng nhàn ha. Riêng ông anh này thì một mình chọn cho mình một hướng. Ôi, lương lậu quan trọng gì? Mèo cũng có cách phá hoại riêng của nó. Đó, nuôi cho cố vô. Quả nhiên các bạn ơi, người thành công thì luôn có lối đi riêng ha. Vâng, phao cái đầu ô tô theo kiểu xuống bậc thang, chết đấy. Con hải cẩu ngựa bà đang cố gắng làm ra vẻ rù quến đồ. Hãy chiếm lấy em đi. Hãy ghê nha, chê nha. Cô gái uống bia không cần dùng tay kiểu xuất sắc à. Vâng à, ai cũng phải trầm trồ luôn. Mời đẹp, mời đẹp. Bánh pizza ngon đó, cho đến khi lật cái đế bánh lên. Là trời, tôi dẹp mẹ đi. Có nuôi một con báo cao. Mặt bà mẹ bất lực thật sự. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến kiểu sợi cũng bình thường thôi mà. Vâng các bạn ơi, hy vọng chiếc video này sẽ giúp các bạn có thêm sự vui vẻ trong cuộc sống và vượt qua stress trong công việc nha. Chương trình đến đây là kết thúc rồi. Anh em thấy hay thì nhớ để lại một like, subscribe nha các mọi người ơi. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye bye.